Khi một cổ phiếu có một kết quả kinh doanh cực kỳ ấn tượng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2019, nhưng giá cổ phiếu thì lại không tăng. Vậy thì có một cái sự nghịch lý nào trong câu chuyện này? Tại sao một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 3 tốt mà giá cổ phiếu lại không tăng? Và cổ phiếu của Dabaco và những sự thật đằng sau đó là gì được ra đời? Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Ngoài những chia sẻ mỗi tối 8 giờ tối trên YouTube, Dũng còn viết ra những mặt sáng, mặt tối, các kiến thức vận động trong đầu tư trên website quangdungstock.com, mục kiến thức trong đầu tư, các anh chị cùng đón đọc. Và thì trước khi chúng ta làm việc với nhau và trao đổi với nhau về những sự thật này thì Dũng mong muốn mang lại những kiến thức nó có tính logic, đơn giản và dễ hiểu để anh chị có thể tự lập luận và tự nhận định được mình có nên mua cổ phiếu này, nắm giữ cổ phiếu này hay rời bỏ cổ phiếu này hay không. Và thì sự thật đầu tiên đối với cổ phiếu của Dabaco và tất cả các cổ phiếu trước đó mà Dũng luôn luôn trao đổi với anh chị, giá cả nó luôn luôn phản ánh trước cái giá trị. Dũng có sử dụng hai câu thuật ngữ mà Dũng rất thích như sau để Dũng trao đổi với anh chị như sau: mua cái gì người khác chưa thấy á thì mua giá nó mới hời, bán cái gì mà người khác đều thấy á thì giá nó mới cao. Tức là hai câu thuật ngữ này nó nói lên điều gì? Hai câu châm ngôn này nó nói lên được một việc, đó là khi mà chúng ta mua một cái gì đó á thì giá cả nó luôn luôn phản ánh trước các yếu tố về thông tin. Nếu như chúng ta không nắm bắt trước các yếu tố về thông tin á, thì chúng ta không mua được giá hời. Còn nếu như chúng ta mua một cái gì đó theo thông tin và theo số đông á, thì giá nó đã phản ánh hết trơn rồi. Thì mua những cái lúc mà giá cổ phiếu chưa tăng và bán những cái lúc mà tất cả mọi người đều thấy thì giá cổ phiếu đã tăng, thì đó gọi là bản chất của đầu tư thôi. Do đó nếu như để nói về cổ phiếu của Dabaco hay cổ phiếu nào đó trên sàn chứng khoán cũng vậy, chúng ta cần đánh giá những sự thật. Nếu như đầu tư mà chỉ nhìn vào thông tin và nhìn vào kết quả của một quá trình thì chúng ta mãi mãi chỉ là người đến sau thôi. Tức là chúng ta đến sau, tức là chúng ta mua một cổ phiếu nào đó ở vùng giá rất cao và những người khác thì đa số người ta đã tiếp cận được, người ta phân tích trước đó và người ta sẽ bán cho mình. Và cuối cùng mình là một người mua ở một vùng giá rất cao so với những người khác. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa chúng ta cần phân tích với nhau, tại sao chúng ta mãi mãi là những người đến sau, chúng ta đến trễ hơn so với người khác. Chúng ta mua cổ phiếu giá 40.000, 45.000, 48.000 trong khi người ta chỉ mua có 16, 18, 20.000 thôi. Cùng một cổ phiếu đó nhưng chỉ trong hai khoảng thời gian cách nhau khoảng 6 tháng thôi. Thì chúng ta cùng nhau phân tích một chút về cái mô hình kinh doanh của Dabaco để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của đầu tư và bản chất của cổ phiếu này. Chúng ta cùng phân tích với nhau về kết quả kinh doanh của quý 3 năm 2020 như sau. Doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh là doanh thu là khoảng hơn 3.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 386 tỷ. Và Dũng có phân tích một chút về các con số này so với sự tăng trưởng của quý 3 năm 2019 ở cột bên cạnh, ở cái bảng bên cạnh. Doanh thu tăng trưởng 89% và lợi nhuận thì tăng trưởng 2.000%. Anh chị không nhìn nhầm đâu, con số này là đúng đó. Tăng trưởng 2.000%. 2.000% mà tại sao giá cổ phiếu lại không tăng? Thì chúng ta cùng nhau phân tích một chút xíu. Dựa vào hai con số này anh chị sẽ thấy gì không? Dũng sẽ thấy điều này. Tại sao doanh thu chỉ tăng trưởng rất là ít mà trong khi lợi nhuận lại tăng trưởng rất là cao như vậy? Thì nhiều khả năng Dũng đánh giá rằng là cái doanh thu này tăng á, nó không đến từ sản lượng tăng mà nó đến từ giá bán tăng. Và thì chúng ta cùng nhau phân tích điều gì để lập luận được cái vấn đề này. Tức là tăng trưởng về doanh thu thì nó đến từ hai phần, là tăng giá bán thì cũng tăng giá doanh thu, hoặc là tăng sản lượng bán hàng thì nó cũng tăng doanh thu. Mà tất nhiên tăng sản lượng bán hàng thì nó mới tồn tại trong một thời gian dài, nó mới bền được. Còn tăng trưởng giá bán thì nó sẽ không thể nào tăng trưởng giá bán hoài được. Và thì cùng nhau lập luận xem thử coi cái yếu tố về tăng giá bán có đúng hay không. Vậy nhìn đâu ra để biết là cái doanh nghiệp này tăng về sản lượng hay tăng về giá bán? Thì giá vốn hàng bán sẽ giúp cho anh chị biết điều đó. Anh chị sử dụng các phương pháp thống kê của chính doanh nghiệp này trong những 5 năm, 10 năm trở lại đây, anh chị sẽ biết được cái cấu trúc giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. Nếu như đây là cấu trúc giá vốn hàng bán trung bình của doanh nghiệp, nó rơi vào khoảng 85% đến 90% trên doanh thu của một doanh nghiệp. Thì ở thời điểm hiện tại của năm 2020 thì cấu trúc giá vốn hàng bán nó chỉ chiếm khoảng 70%. Và thì thực ra thì giá vốn hàng bán nó chỉ không đổi, nó có thể là nó giảm nhẹ hoặc là có thể là nó tăng nhẹ. Nhưng tại sao cái tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu lúc thì 70%, lúc thì 90%? Thì đó là do cái doanh thu nó được hợp thành từ sản lượng hay là hợp thành từ giá bán. Giá bán càng cao á, thì giá vốn hàng bán trên doanh thu nó sẽ càng thấp. Giá bán càng thấp á, thì cái giá vốn hàng bán trên doanh thu nó sẽ càng cao. Và thì nhìn vào con số này của năm 2020 thì anh chị sẽ thấy rằng Dabaco lợi nhuận của nó đến từ việc là tăng giá bán, từ đó giảm cái chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu. Và giảm chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu, thực ra thì đó là một cái yếu tố tăng cái biên lợi nhuận.
Như khi nãy mình cũng trao đổi với nhau rằng là doanh thu chỉ tăng trưởng có 89% mà lợi nhuận tăng trưởng đến 2.000%, thì đa số cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp nó được hạch toán bởi cái sự gia tăng về biên lợi nhuận. Mà gia tăng về biên lợi nhuận nó cũng gián tiếp báo hiệu chúng ta biết rằng doanh nghiệp này tăng giá bán đầu ra chứ không phải là tăng sản lượng. Đây là con số của năm 2020, còn đây là con số của năm 2019. Biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy đó chính là cái nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 20 lần so với cùng kỳ, hay nói cách khác là tăng 2.000% so với cùng kỳ. Và thì sự thật đó nó cũng dẫn đến cái câu chuyện thứ ba, tức là cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp có tính chu kỳ. Và doanh nghiệp có tính chu kỳ nó phụ thuộc rất nhiều vào giá bán đầu ra, tức là giá thịt lợn. Và đây là diễn biến của giá bán đầu ra, giá thịt lợn trong khoảng 6 tháng đầu năm 2020 và diễn biến của thời điểm hiện tại của tháng 10 năm 2020. Đỉnh điểm của doanh nghiệp là khoảng 90 đến 95.000 trên 1 kg. Còn ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ giao dịch quanh khoảng 72 đến 80.000, tức là có một độ mức độ sụt giảm. Dù không nói đây là một cái con số thấp, nhưng đại loại nó sụt giảm hơn so với thời kỳ đỉnh điểm của Dabaco. Và tất nhiên là khi mà giá bán, đó là yếu tố tác động đến tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, mà không tiếp tục tăng thì nó không có lý do gì để cho giá cổ phiếu tăng. Nhưng anh chị trao đổi rằng là đối với giá thịt lợn mà 72.000 cho đến 80.000 đồng 1 kg thì doanh nghiệp này vẫn còn lời lắm, vẫn còn lời rất nhiều. Dũng đồng ý, tiền vẫn doanh nghiệp vẫn sẽ chảy về nhưng giá cổ phiếu sẽ không tăng được. Tại vì đơn giản là mình mua một cái gì đó là sự triển vọng, kỳ vọng và tăng trưởng trong tương lai, mà mọi thứ giá cả nó đều đã phản ánh những cái thứ của quá khứ. Giá cổ phiếu của Dabaco nó đã phản ánh cái việc giá thịt lợn lên 90.000 đến 95.000 một kg. Thì khi giá thịt lợn mà không tăng lên trên được cái ngưỡng đó thì giá cổ phiếu không có lý do gì để tăng. Và nhiều khi chúng ta cần phân tích với nhau về giá bán thịt có tăng hay là có giảm trong tương lai thì nó mới quyết định đến cái tài sản của anh chị là tăng lên hay là giảm xuống trong tương lai. Và chúng ta cùng nhau phân tích một chút tại sao cái giá bán thịt lợn trong khoảng 6 tháng cuối năm 2020 nó đang có những xu hướng sụt giảm. Thứ nhất đó là yếu tố về dịch chuyển của người dùng. Tức là người ta thấy thịt lợn giá cao quá thì người ta chuyển dịch sang các sản phẩm thực phẩm khác. Các loại thịt khác, có thể là các loại cá hoặc là các thực phẩm thay thế khác. Nhưng Dũng tin luôn cái phần cơ cấu dịch chuyển này nó chỉ là một phần trong thời điểm ngắn thôi. Tại vì nhu cầu sử dụng thịt lợn, nhu cầu sử dụng thịt heo của mỗi người dân Việt Nam nó đã là một yếu tố truyền thống và thói quen của người Việt rồi. Cho nên đây chỉ là yếu tố về thời điểm ngắn hạn vì người dân có xu hướng là dịch chuyển sang các thực phẩm khác có mức độ giá cả nó hợp lý hơn so với lại thịt lợn và thịt heo của năm 2020. Nhưng nguyên nhân chính để khiến cho giá thịt lợn và thịt heo nó sụt giảm trong khoảng giữa cuối năm 2020 đó là yếu tố về cái khả năng tái đàn của thịt lợn của heo và lợn nó đã phục hồi khoảng 80%. Và khi phục hồi rất là nhanh như vậy thì nguồn cung nó sẽ gia tăng, mà nguồn cung nó gia tăng thì nó sẽ làm cho gián tiếp nó sẽ làm cho cái giá bán đầu ra có xuống sụt giảm. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân khiến cho giá bán đầu ra trong tương lai nó sẽ như thế nào. Tất nhiên là chẳng ai muốn dịch cả, nhưng mà đôi khi anh chị nắm cổ phiếu Dabaco thì anh chị phải kỳ vọng là dịch nó càng phức tạp thì giá cổ phiếu nó mới tăng được. Nhưng trên thực tế thì khi mà cái tỷ lệ tái đàn phục hồi trên 80% thì xu hướng trong tương lai là nguồn cung thịt nó sẽ càng ngày cung ứng ra ngoài thị trường và dẫn đến giá thịt lợn và giá thịt heo trên thị trường nó sẽ có xuống đi ngang hoặc là điều chỉnh giảm nhẹ. Mà khi giá bán đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ thì biên lợi nhuận chỉ có ngưỡng đi ngang và giảm thôi, không thể nào tăng thêm được nữa. Mà động lực để cho giá cổ phiếu tăng là biên lợi nhuận phải càng ngày càng cao. Mà biên lợi nhuận không cao, tức là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ có xuống đi ngang và sụt giảm. Mà lợi nhuận ròng có xuống đi ngang và sụt giảm thì giá cổ phiếu như thế nào thì các anh chị có lẽ cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Và sự thật thứ tư Dũng muốn trao đổi với anh chị đó là về câu chuyện của giá cổ phiếu. Chúng ta không nhắc đến về cái biểu đồ phân tích xem được coi cổ phiếu này ngày mai tăng hay ngày mai giảm nữa. Chúng ta nhìn một yếu tố nó xa hơn thì anh chị sẽ thấy Dũng làm một phép thống kê rất đơn giản. Từ năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2020 thì chỉ số VN-Index sụt giảm khoảng 10% và cổ phiếu của Dabaco đã tăng được 280%. Từ năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2020, chỉ trong vòng hơn 10 tháng thôi. Và thì đó là cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại để anh chị có chấp nhận mình nắm giữ, mình mua thêm hay là mình rời bỏ cổ phiếu này. Dũng vẫn luôn luôn là cầu nối để giới thiệu với anh chị về những kiến thức. Tất nhiên là nó sẽ dưới một cái góc độ nó từ phức tạp mình chuyển đổi sang một cái gì đó nó đơn giản và nó dễ hiểu để anh chị có thể hiểu được cái tư duy và tư tưởng để mình đầu tư. Mình mua một cái gì đó trong thời điểm hiện tại là mình đặt một sự kỳ vọng trong tương lai. Mọi câu chuyện của kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 nó đều đã được phản ánh vào giá cả. Các con số nó chỉ là kết quả của một quá trình và giá cổ phiếu nó đã phản ánh cái kết quả đó. Hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị để anh chị có thể tự trả lời được câu hỏi cổ phiếu của Dabaco nắm giữ hay là rời bỏ. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phiếu dịch từ 0.15% về 0.1%,
tùy vào các giá trị giao dịch từ tháng 9 cho tháng 12, tất cả các tài khoản mở mới sẽ được chiết khấu mức giá trị giao dịch xuống còn 0.1%. Tất nhiên, tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như chị vẫn chưa có một danh mục đầu tư cho quý 4 năm 2020 và xa hơn nữa năm 2021, hãy sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Dũng sẽ là người thuyết trình, thiết kế và đưa ra một phương án đầu tư nơi nó phải phù hợp với dòng vốn của anh chị, mức độ kỳ vọng và mức độ rủi ro của anh chị như thế nào. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng và tuần sau khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3/7 từ 7:30 đến 9:30. Dũng sẽ là người định hình lại rõ với anh chị đầu tư chứng khoán cần có phương pháp đem tiền tỷ và đầu tư chứng khoán mua bán tăng tăng giảm giảm hên xui may rủi như vậy thì đó không phải là phương pháp. Tiền thì phải có phương pháp phụ thuộc vào bối cảnh hiện tại. Phương pháp hiện tại sẽ cho ra được danh mục đầu tư từ 2020 kéo dài cho đến 2022. Mà chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.